Đây là cái mặt sau khi vừa mới tắm xong, sau khi vừa mới rửa xong. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Các bạn đang thấy gà với một cái bản mặt mộc rất là nhợt nhạt. Thì như các bạn đã nhìn thấy ở thumbnail đó, thì trong video ngày hôm nay gà sẽ chia sẻ những cái tips, những cái bước trong cái quá trình skincare của gà, trong cái skincare routine hàng ngày của gà để cho da mặt có thể trở nên căng bóng rồi sáng hơn rồi. Đó, thì chung quy là như vậy. Nói chung là sau khi mà gà skincare xong thì nhìn mặt gà sẽ y chang ở thumbnail, không phải là nhợt nhạt như thế này. Các bạn có thể thấy là hiện tại thì gà chỉ mới vừa tắm xong thôi, tóc vẫn còn đang rất là ướt và hiện tại thì mặt gà đã được rửa sạch rồi. Tuy nhiên ở trên mặt gà hiện tại thì chưa có một cái sản phẩm nào hết. Nhưng mà muốn nhấn mạnh là cái chu trình skincare này nè, nó rất là extra, nó có rất là nhiều bước luôn. Mà chính bản thân gà cũng không biết là tại sao tới một ngày mình có thể siêng năng và mình làm đủ thứ thể loại bước vậy trên mặt mình, nhưng mà ai mà biết được đúng không? Trộm vía là trong mấy tháng gần đây thì da gà không có nổi nhiều mụn lắm. Tuy nhiên á là gà vẫn bị cái tình trạng là lỗ chân lông to ở cái vùng chữ T và vùng hai bên má á. Thì đầu tiên gà sẽ chia sẻ với các bạn những cái bước trong cái quá trình mà làm sạch trước khi mà gà bắt đầu vào cái chu trình skincare routine ha. Cái quá trình làm sạch á thì dạo gần đây thì gà chỉ sử dụng tẩy trang, thì gà chỉ sử dụng tẩy trang dạng nước thôi, và thậm chí là gà không có đầu tư vào bất kỳ một cái loại nào đắt tiền hết, tại vì gà cảm thấy là tẩy trang thì quan trọng là sạch là được rồi. Thì gà vẫn sử dụng các loại nước tẩy trang từ L'Oreal nè, rồi Biface, rồi đó, nói chung là những cái hãng rất là tà tà thôi, Senka rồi các kiểu, những cái mà các bạn hoàn toàn có thể rất là dễ dàng mua được ở trong siêu thị đâu đó. Thì gà sẽ bỏ qua cái bước tẩy trang tại vì nói chung là không có gì đặc biệt để nói về nó hết. Rất là nhẹ nhàng, gà chỉ tẩy trang bằng nước thôi. Gà đã ngưng sử dụng tẩy trang dầu trong một khoảng thời gian rất là dài rồi. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái bước sữa rửa mặt trước ha. Thì dạo này có nghĩa là trong khoảng thời gian 3-4 tháng gần đây á, thì gà chỉ sử dụng cái loại sữa rửa mặt này thôi. Thì đây là sữa rửa mặt hoa cúc của Kiehl's. Nó là một cái loại sữa rửa mặt dạng gel và nó có tạo bọt. Khi mà chúng ta đưa nước vào thì nó sẽ có tạo bọt. Tuy nhiên là cái cảm giác tạo bọt của nó sẽ không có phải kiểu tạo bọt kiểu xà phòng á, mà nó là chỉ là cái dạng bọt, nó rất là nhẹ nhàng. Và khi mà mình đi lên da á thì nó sẽ làm cho da mình vừa được sạch nè, tuy nhiên là nó sẽ không lấy hết chất ẩm trên da của mình ra, đồng thời thì nó cũng sẽ không kiểu như là bào mòn da mặt gì hết đó. Nên khi mà mình sử dụng cái sữa rửa mặt này thì mình cảm thấy rất là dịu nhẹ ha. Và lúc mà mình sử dụng nó thì mình luôn luôn kết hợp nó cùng với máy rửa mặt. Máy rửa mặt thì nếu mà bạn nào có nhiều tiền hoặc là cảm thấy là tài chính dư dả thì mình có thể đầu tư những cái loại máy rửa mặt giống như là Foreo hoặc là Clarisonic. Hồi xưa thì mình cũng có sử dụng Clarisonic và Foreo, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì mình phát hiện là tụi nó đâu mất tiêu nữa, tụi nó kiểu biến mất khỏi vòng đời mình luôn. Có nghĩa là trong quá trình mà mình đi lại đồ các kiểu thì mình lại giục nó ở chỗ mà mình ở trước kia, thì do mình không giữ được tụi nó. Và cuối cùng thì mình đã hiện tại thì mình đang sử dụng cái Halio này. Halio này thì nó rất là rẻ luôn á, nếu mà tính ra thì nó sẽ tầm 500-600 nghìn Việt Nam, thì mình cảm thấy là nó quá rẻ cho một cái dòng máy mà nó chất lượng. Nó sẽ không chất lượng bằng Foreo, tại vì Foreo là nó sẽ làm sạch bằng sóng âm, nó sẽ phát ra sóng âm để đẩy chất bẩn ra. Tuy nhiên là Halio này thì chỉ cơ học là chủ yếu, có nghĩa là nó sẽ rung nè, các bạn thấy không, nó rung nè, thì chủ yếu là nó rung như vậy để cái mặt lông này rung thì nó sẽ giúp cho da mình sạch thôi. Tuy nhiên là nó sẽ không có phát ra sóng âm sóng biết gì hết. Nhưng mà nói chung là vậy cũng được. Rồi tới khi nào mà mình cảm thấy là cuộc sống mình ổn định một chỗ hay là thế này nọ, hoặc là khi là mình hứng lại, mình cảm thấy là mình cần Foreo hơn thì mình sẽ mua lại. Còn trước mắt thì mình cảm thấy là cái này là đủ rồi. Mình cảm thấy là lúc nào thì chúng ta cũng nên kết hợp sữa rửa mặt với lại là máy rửa mặt hết, tại vì mình không biết nữa, mình sử dụng máy rửa mặt quen rồi, bây giờ rửa mặt bằng tay cảm thấy nó rất là chối. Nó lại công nhận là có một khoảng thời gian mà mình lười á, xong rồi mình chỉ rửa mặt bằng tay thôi thì mặt mình cũng không có sạch nhiều, và cái vùng lỗ chân lông trên mũi của mình lại càng ngày càng trở nên tệ hơn. Nên mình nói chung là rất là khuyên bạn nào mà bị lỗ chân lông to mà chưa có mua máy rửa mặt thì nhất định là phải nên mua máy rửa mặt. Ok, thì có một cái phương pháp rửa mặt người ta gọi là phương pháp rửa mặt khô, có nghĩa là các bạn sẽ đưa sữa rửa mặt lên tay không hề có một tí nước nào cả, xong các bạn bắt đầu massage nó lên mặt y chang khi mà các bạn sử dụng dầu tẩy trang vậy đó. Rồi tới khi nào mà các bạn cảm thấy là cái sữa rửa mặt nó trên mặt mình nó bắt đầu khô lại, nó keo lại, nó dính lại, nó bắt đầu có cái cảm giác mà người ta gọi là tacky, nó hơi kiểu căng cái mặt bạn lên đó, thì lúc đó bạn mới đưa nước lên. Thì nếu như vậy thì
cái quá trình rửa mặt của các bạn sẽ được sạch hơn. Tuy nhiên là cái cách này thì mình nghĩ là nó chỉ phù hợp với những cái loại sữa rửa mặt mà nó hơi ướt một chút xíu, có nghĩa là cái texture của nó ít nhất là cũng phải hơi creamy, hơi dạng serum một chút xíu. Nếu mà các bạn sử dụng cái loại sữa rửa mặt mà nó dạng gel như thế này nè thì mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp, tại cái dạng gel này khi mà vừa đưa vào tay á thì nó đã bắt đầu hơi trở nên nó hơi dính dính lại rồi, nó hơi cứng cứng lại rồi, thì nếu mà chúng ta tiếp tục massage cái phần nó lên mặt á thì nó sẽ không được lâu đâu, mình nghĩ là khoảng 10 giây là nó khô hết lại luôn. Vậy nên nếu mà các bạn muốn sử dụng cái phương pháp mà kiểu rửa mặt khô kiểu đó thì các bạn hãy tìm đến những cái loại sữa rửa mặt mà nó hơi creamy, cái texture của nó hơi ướt một chút xíu thì có vẻ là sẽ ổn hơn. Ngoài cái bước sữa rửa mặt thì mình còn sử dụng mặt nạ để làm sạch da. Và mặt nạ để làm sạch da thì chắc chắn có lẽ là chỉ có mặt nạ đất sét thôi đúng không? Hoặc là mặt nạ thay hoạt tính. Thì chủ yếu là mình dùng nhiều mặt nạ kiểu đất sét hơn. Và đây là hai cái loại mặt nạ đất sét mà mình sử dụng, có nghĩa là từ nhỏ tới lớn rồi mình chưa bao giờ đổi. Tại vì mình cảm thấy là nó quá tuyệt vời và nó quá ổn nên mình sẽ không đổi làm gì hết. Cái loại mặt nạ này thì là Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Còn cái bên này sẽ là mặt nạ Kiehl's Nghệ với lại Việt Quốc. Cái mặt nạ này thì mình sẽ dùng để đắp những cái vùng, ví dụ như là vùng chữ U nè, rồi vùng trán một chút xíu và cái hai cái vùng bên này. Còn cái loại mặt nạ này thì mình sẽ dùng chủ yếu là đắp cái vùng T-zone á, cái vùng giữa mặt, tại vì cái loại mặt nạ này á thì nó có tác dụng tốt hơn trong việc làm sạch lỗ chân lông. Còn cái loại mặt nạ này thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc là làm mềm da. Hai cái vùng bên má này của mình thì nó không có nhiều vấn đề về lỗ chân lông lắm nên mình cảm thấy là cái này là đủ. Thì nếu mà bạn nào mà đang cảm thấy là da mình có hơi mụn mẫu một chút xíu thì có thể thử những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn trong cái việc là làm sạch da, đồng thời là nó sẽ giúp các bạn đẩy mụn nữa. Sản phẩm nữa mà mình cũng muốn nói đến đó chính là sản phẩm tẩy da chết. Tại vì trong cái quá trình mà mình cố gắng dưỡng cho da mình căng bóng hơn á thì sẽ rất là khó nếu mà chúng ta bỏ qua cái bước này. Tại vì mặc dù cái loại mặt nạ này thì nó đã có tác dụng là tẩy da chết rồi, tuy nhiên là mình là một con người extra mà, nên mình sẽ gọi là sử dụng luân phiên giữa hai cái biện pháp này. Trong những ngày mà mình muốn tẩy da chết nhẹ nhàng thôi thì mình sẽ sử dụng cái mặt nạ này để tẩy da chết. Còn nếu mà mình gọi là sao ta, trong những ngày mà mình cảm thấy là mình siêng hơn thì mình sẽ sử dụng cái này. Cái này là gel tẩy da chết của Dior, dòng Dior Snow. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái texture bên trong của nó ha. Thì đây, các bạn có thấy không, nó là cái dạng gel rất là lỏng. Và đối với cái sản phẩm này thì mình sẽ để da mặt mình thật là khô, sau đó mình sẽ bôi cái này lên khắp mặt và mình để nó trong vòng khoảng 2 phút. Và sau 2 phút thì mình sẽ bắt đầu massage nhẹ nhàng và mình bắt đầu đưa nước lên để mình làm lỏng nó ra, để mình có thể rửa nó đi. Thì mình cảm thấy đối với cái sản phẩm này thì đây là một cái bước tiến rất là đỉnh cao của mình trong quá trình mình dưỡng da luôn á. Bởi vì trước cái sản phẩm này thì mình chưa thật sự tìm được cái loại tẩy da chết nào mà lại khiến da mình kiểu vừa mềm vừa mịn, mà có nghĩa là sau khi mình tẩy da chết xong mình để nó tầm 5-10 phút mà nó vẫn không bị đổ dầu ra, không bị căng lên á. Tại vì những cái loại mà tẩy da chết mà nó quá mạnh á thì nó rất là dễ làm cho da mình bị khô đi hoặc bị căng sau khi mà mình tẩy da chết xong. Tuy nhiên là cái này có khi là mình tẩy da chết xong khoảng 5-10 phút sau mà mình cảm thấy da mình vẫn rất là bình thường, vẫn rất là kiểu mềm mại, chứ nó không phải là kiểu tiết dầu điên cuồng hay là nó cũng không có kiểu căng ra gì hết trơn. Nên đây là một sản phẩm rất là nên thử. Rồi mình nghĩ là huyên đủ rồi đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái chu trình skincare luôn. Nếu không thì mình sẽ cảm thấy là video này sẽ trở nên rất là dài luôn á. Tại vì những cái bước như thế này mình đang nhìn những cái bước mà mình chuẩn bị apply lên mặt bây giờ nè, thì mình cảm thấy là rất là nhiều luôn. Dạ. Sau khi mình vừa mới rửa mặt xong á thì mình sẽ xịt cái này lên mặt. Đây là Water Bank Moisture Mist của Laneige. Thì cái nước này nó không có đóng góp gì nhiều đâu. Nó chỉ đơn thuần là một cái lớp sương để cho các bạn cảm thấy là sau khi mà da mình vừa bước ra khỏi môi trường phòng tắm á, là cái một cái môi trường mà nó vừa nóng vừa bí á, thì nó sẽ được cung cấp nước lại, thì da sẽ một lần nữa đủ ẩm. Nói chung là nó chỉ để vậy thôi, với lại là cảm giác của nó lên da cũng mát mát thơm thơm nên mình thích xịt thêm. Ok, sau cái bước mà gọi là chỉ để gọi là tiền đề để lót thôi, nó không có gì gọi là đặc biệt hết, thì đây sẽ là một cái bước mà mình cảm thấy là các bạn nếu chưa thử thì nhất định nên thử trong cái chu trình skincare của mình. Thì đây là cái mặt nạ Savorino. Thì đây là một loại mặt nạ để đắp vào buổi sáng, tuy nhiên là mình đắp nó cả vào buổi tối luôn.
Trước tất cả các bước skincare của mình thì mình đều đắp cái loại mặt nạ này, tại vì đây là một cái loại mặt nạ mà nó có ba chức năng, đó chính là cleansing, skincare và primer. Thì nó sẽ có tác dụng là làm cho da mình sạch hơn, rồi nó sẽ có tác dụng skincare một chút xíu, ngoài ra nó còn là một lớp base nữa. Nếu mà các bạn sử dụng cái nào buổi sáng á, thì nhiều khi các bạn chỉ cần lôi một miếng mặt nạ này ra, các bạn đắp lên mặt để khoảng 1 tới 3 phút, rồi các bạn bỏ nó xuống, rồi các bạn make up lên được luôn. Thì có những hôm mà mình lười thì mình cũng hầu như chỉ sử dụng cái loại mặt nạ này thôi. Hiện tại thì mình đang có trên tay là loại chiết xuất từ lựu và Việt Quất, thì mình thấy là in hình lựu Việt Quất ở trên này ha. Ngoài ra thì mình cũng mua rất là nhiều loại ngoài kia, căn bản là rất là nhiều loại luôn, mà loại từ xoài đu đủ, rồi nói chung là tá lả bao nhiêu là mình vơ hết. Nói chung là mình vơ toàn là mặt nạ buổi sáng thôi, còn mình không có vơ cái loại mặt nạ buổi tối. Tại vì mặt nạ buổi sáng thì nó có chức năng cleansing và primer, thì mình cảm thấy nó rất là... không biết nữa, nói chung là nó extra cho cái cuộc đời của mình. Cái hộp này nó sẽ có 30 miếng, 28 miếng chứ. Thì nếu mà các bạn mua một hộp này thì các bạn có thể sử dụng có thể là cả tháng luôn, hoặc là nửa tháng gì đấy. Thì ở trong này nó sẽ là như thế này nè, nó sẽ có một cái lớp bảo vệ. Mình chỉ cần bóc cái lớp bảo vệ này ra thì nó sẽ có những cái miếng mặt nạ giấy sẵn cho mình đó. Mình sẽ lấy một miếng ra ha. Thì đây. Yeah. Thường thường á thì cái mặt nạ này, mấy cái miếng mặt nạ của nó cũng rất là dễ dính vào á, tại vì trong nó một chùm hai mươi mấy cái lận mà, thì nó cũng rất là dễ dính vào. Tuy nhiên là sáng nay thì hên quá, lúc mà mình đang quay video thì mình có thể bóc một miếng ra rất là dễ dàng. Còn bình thường là có khi mình phải lấy một cụm hai ba miếng xong mình bắt đầu gỡ ra ấy. Thì cái đó mình thật sự cũng không thích lắm ha. Bây giờ mình sẽ đắp nó lên da. Thì căn bản là cái cấu tạo của cái mặt nạ này thì cái miếng nó cũng không có thuộc dạng là kiểu xịn lắm, ý là nó cũng không phải là kiểu cotton hay là kiểu lụa gì, kiểu cảm giác nó hơi lụa lụa lắc lắc á, nhưng mà nói chung là nó cũng bình thường thôi. Tuy nhiên là khi mà đắp lên thì mình cảm thấy là da mặt mình rất là mát, và cái mùi của nó là cực kỳ dễ chịu luôn. Có nghĩa là một buổi sáng khi mà các bạn vừa mới ngủ dậy á, và các bạn đắp cái mặt nạ này lên á, là mình nghĩ là dù các bạn có đang buồn ngủ cỡ nào các bạn vẫn sẽ tỉnh luôn á, các bạn có hiểu mình nói không? Và cái mặt mình thì nó quá nhỏ nên lúc nào đối với bất kỳ loại mặt nạ nào thì nó cũng sẽ bị hơi bị to một chút xíu, thì mình đang cố gắng vuốt lại. Bình thường thì mình sẽ để cái mặt nạ này trên mặt mình tầm 1 phút thôi là mình bỏ xuống liền, chứ mình cũng không để tới 3 phút làm gì hết, tại vì đằng sau còn rất là nhiều bước mà. Sẽ thắc mắc là tại sao mình lại để tóc như thế này, ý là để tóc mái luôn rồi đợt skin care luôn á, mà không kiểu búi lên hay cột gì nó lên hết. Tại vì cái mái của mình hiện tại nó đang rất là ngắn, và đồng thời là nếu mà mình dựng cái mái lên theo cái kiểu mà mình đeo băng đồ để mình dựng cái mái của mình lên á, thì lát cái mái của mình nó sẽ chỉ lên trời, nhìn rất là kỳ. Nên nói chung là mình sẽ chịu bất tiện một chút xíu ha. Cái cảm giác mà khi đắp cái mặt nạ này lên nè, thì mình sẽ nói thật là nó cũng hơi chăm chích một chút xíu. Mình có cảm giác là nó hơi the the, mà nó cảm kiểu giống như là mình đắp bạc hà, hay là mình đắp một cái chất gì đó rất là mát lên mặt vậy á. Tuy nhiên là mình cảm thấy là đây có lẽ là một cái điều cần thiết để nó có thể giúp da mình làm sạch. Bởi vì ở Nhật thì thật sự có những người họ chỉ ngủ dậy đắp băng nạ lên mặt 1 phút, sau đó họ make up và họ ra đường luôn. Thì mình cảm thấy là yeah, đây là một cái mặt nạ rất là đỉnh. Nói chung là từ ngày mà bổ sung em này vào trong skincare routine á, mình thấy da mình sạch hơn, không hề xuất hiện một cái mụn li ti nào nữa. Tức là hồi xưa mình vẫn hay bị xuất hiện mụn li ti đau đau ở bên má chẳng hạn các kiểu, nhưng mà dạo này thì hoàn toàn không luôn. Nên mình cảm thấy là em rất là đỉnh. Bây giờ thì đã xong 1 phút, mình bắt đầu bóc ra ha. Thì đây. Đó. Các bạn có thể thấy là hiện tại trên mặt mình thì nó đã hơi bóng bóng rồi. Bổ nhẹ này thì nó thấm vào da cũng rất là nhanh, tại vì căn bản nó cũng là mặt nạ buổi sáng mà, nên nó cũng không có dưỡng ẩm gì căng thẳng lắm. Tuy nhiên là nó cũng làm da mình rất là mát và glow lên nhẹ nhẹ. Các bạn có thấy không? Tiếp theo sau đó mình sẽ sử dụng đến Essence. Thì Essence ở đây mình có là Essence of Light của Dior Snow luôn. Thì mình rất là mê cái dòng này. Mình biết là cái dòng này giá của nó không rẻ, tuy nhiên á là cái dòng này là cái dòng mà mình cảm thấy mình đã sử dụng
xuyên suốt nửa năm rồi mà mình không biết được, mình không tìm ra được sản phẩm để thay thế. Có một khoảng thời gian mình cũng đã thử chuyển qua các dòng khác, ví dụ như Estee Lauder được cái kiểu. Tuy nhiên là mình không biết nữa, có phải là do mình rất không hợp Estee Lauder không, mà tất cả các sản phẩm skincare của Estee Lauder mình mua về á, mình đều sử dụng được khoảng một tuần, sau đó mình cảm thấy là nó không có tác dụng gì, nó làm cho da mình trở nên ngứa ngáy, và sau đó thì mình cho nó qua một bên luôn. Yeah, xong mình lại quay lại cái Dior Snow này. Cái chất của cái essence này các bạn có thể thấy là có những cái hạt nhỏ nhỏ li ti vậy, nhìn nó rất là giống tuyết luôn. Và lúc mà bôi lên da thì những cái hạt này bể ra hay là sao đó mà làm cho cảm giác của nó ở trên da của mình rất là mát luôn á. Mình không biết nữa, nó dùng rất là thích. Thì cách dùng là mình sẽ đổ nó ra tay, các bạn có thấy là nó rất là lỏng không? Đây. Đó, nói chung là nó cũng, các bạn có thể thấy là cái texture của nó cũng khá là lỏng và khá là nước, chứ cũng không có quá bị đặc. Đó, mình sẽ tiếp tục bổ nhẹ lên da ha. Hồi xưa thì mình hay có cái thói quen là đổ essence hoặc là toner ra bông mới, sau đó lau một lượt á. Tuy nhiên là bây giờ đang là buổi sáng mà, buổi tối thì có lẽ là mình vẫn sẽ lau. Tuy nhiên là nếu mà buổi sáng và thậm chí là sau cái bước mà mình vừa mới đắp mặt nạ xong á, thì mình sẽ thích bổ hơn. Tại vì mình cảm thấy nếu mà lau đi á, thì nó sẽ lau hết cái mặt nạ, cái chất của cái mặt nạ trước vô mặt mình luôn. Nên mình sẽ chỉ bổ thôi, không có lau nữa. Sau cái bước essence sẽ là một cái bước serum. Ở đây mình sử dụng serum của Innisfree. Cái này là serum Green Tea Seed Serum. Thì mình thấy là cái lọ này cũng rất là nổi tiếng rồi á, kiểu bao nhiêu người đã sử dụng nó từ trước đến giờ rồi. Thì mình cảm thấy là chắc là các bạn cũng không xa lạ với cái sản phẩm này đâu, đúng không? Cái sản phẩm này thì nó có chứa tinh chất trà xanh, thì nó tốt cho cái quá trình làm thu nhỏ lỗ chân lông nè, rồi nó giúp cho da căng bóng hơn, rồi nó sẽ giúp cho da được dưỡng ẩm và nuôi dưỡng tốt hơn. Ngoài ra thì nó còn có giúp chống lão hóa một chút xíu nữa. Nên nói chung là mặc dù cái serum này nó ý là nó cũng không phải là một cái bước chính trong cái quá trình skincare routine của mình đâu, tuy nhiên là mình cũng không thể thiếu nó được. Và cái mùi lúc mà mình đưa lên da thì trời ơi, nó thư giãn. Và lúc mà mình bổ như vậy thì nó thấm rất là nhanh. Trời ơi, nhanh quá, nhanh quá. Thơm thật sự luôn. Lúc mà bổ lên da, trời, cảm giác nó rất là kiểu relaxing ấy. Nó làm cho da mình thư giãn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn cái texture của cái serum này. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó chảy xuống vậy luôn, nó lỏng lắm, nó thấm rất là nhanh. Nên mình nghĩ là cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp với những cái bạn nào mà ở vùng nóng đó. Ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm này nó không giúp cho da mình sáng lên, nó không giúp cho da mình kiểu glowy hơn quá nhiều, tuy nhiên là nó lại giúp cho da mình đều màu hơn với lại là bớt đỏ hơn. Vì vậy đây là cũng là một cái bước mà mình cảm thấy là không thể thiếu. Theo nữa là sẽ là ngôi sao của cái chu trình skincare routine của mình. Có nghĩa là cái bước serum lúc nãy sẽ là một bước serum lỏng lỏng rồi để đệm thôi, để làm da đều màu thôi. Tuy nhiên là cái loại serum chủ yếu mà để giúp cho da mình bừng sáng rồi kiểu thấp tỉnh rồi sáng hơn rồi glowy hơn, trong suốt hơn, thì nó sẽ là cái chai này nè. Thì cái này với cái này căn bản nó sẽ cùng một bộ. Thì cái chất của cái serum này nè, nó sẽ khác so với lại chất của cái Innisfree lúc nãy, các bạn có thấy không? Là màu của nó là màu trắng sữa, và nó đặc hơn rất là nhiều. Đó. Khi mà một cái loại serum đặc hơn như thế này thì nó sẽ giúp cho da ẩm hơn. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho da ẩm hơn, và ngoài ra thì nó cũng sẽ khó bị bay đi hết đó. Tuy nhiên là các bạn vẫn sẽ phải khóa ẩm. Nhưng mà lúc mà mình sử dụng cái loại serum này nè, mình cảm thấy là nó rất là tốt luôn. Tại vì kiểu mình có phá da, hại da, uống rượu, bia, không ngủ như thế nào thì mặt mình vẫn rất là ổn. Nó không, rất là ổn luôn ấy. Kiểu đó, các bạn thấy không? Chất của cái serum này rất là đặc. Đó, thì bây giờ mình đã bôi serum lên mặt mình được khoảng hơn 1 phút rồi, và mình thấy thì nó đã thấm hết rồi. Mình cảm thấy là cái serum này á, thì nó sẽ rất thích hợp cho bạn nào đang trong cái quá trình dưỡng da, trị thâm rồi đó, kiểu vậy đó, kiểu đang dưỡng da, trị thâm, muốn làm cho da sáng hơn, thì đây là một cái loại serum mà các bạn rất là nên suy nghĩ, rất là nên consider. Như mình đã nhắc tới trong đầu video thì đây sẽ là một cái chu trình skincare rất là extra. Nên bây giờ mình đang bổ sung thêm một sản phẩm nữa vào chu trình skincare của mình. Đó chính là serum vitamin C.
Oxy from Daysum. Cái này là của Drunk Elephant. Thì cái hãng này mình biết là ở Việt Nam thì hiện tại nó chưa nhập khẩu chính hãng, và thậm chí là các bạn không thể tìm mua được nó ở trong trong siêu thị đồ luôn. Trong siêu thị, trong trung tâm thương thương đúng rồi, phải dùng cái thử trong trung tâm thương mại đồ luôn. Tại vì có nghĩa là nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn sẽ phải order những cái shop mà xách tay đồ US UK rồi đó. Nó làm sao ta, đây là một cái sản phẩm này, mình sẽ cho các bạn xem. Đó là một cái sản phẩm serum vitamin C, nó có thể là khá là lỏng nha. Nó khá là lỏng và nó khá là vàng. Tuy nhiên là lúc mà apply lên da thì cảm giác của nó khá là dày. Đây mình sẽ phải apply luôn. Cảm giác nó giống như là dầu jojoba vậy á. Nó không có lỏng như những cái loại serum C khác mà mình dùng. Tại vì nếu mà nó lỏng như cái loại serum C khác mà mình dùng á, thì mình sẽ phải dùng nó trước cái serum này. Tuy nhiên là mình cảm thấy là nó đặc hơn và nó dính hơn một chút xíu, vậy nên là mình sẽ dùng nó như là cái bước serum dưỡng cuối cùng. Mình sẽ để cho cái serum C này nó tiếp xúc gần nhất với loại cái kem chống nắng mà mình bôi vào cái bước cuối cùng á, thì sẽ để cho nó phát huy tác dụng để hỗ trợ cho cái bước kem chống nắng của mình được tốt hơn. Thì nếu mà các bạn sử dụng serum vitamin C á, thì nếu mà các bạn chỉ sử dụng nó một là buổi sáng, hai là buổi tối, thì các bạn nên sử dụng nó vào buổi sáng, tại vì sử dụng serum vitamin C buổi tối sẽ rất là phí. Và buổi sáng á, thì nó sẽ giúp cho tăng cường chất răng của kem chống nắng và nó sẽ làm cho kem chống nắng hoạt động tốt hơn. Cảm giác của cái serum này lúc mà đi lên da thì nó hơi dính dính và nó thấm cũng không quá nhanh, nói chung là nó hơi dính dính hơn. Có nghĩa là cái bước này nè, mình chỉ sử dụng trong những cái ngày mà mình thật sự rất là extra thôi, những cái ngày mà mình cảm thấy là mình sẽ phải đi nắng nhiều hay là sau đó thì mình sẽ sử dụng thêm serum vitamin C. Tuy nhiên là trong những ngày bình thường á thì chắc là sẽ không. Mình biết là có thể các bạn, có rất nhiều bạn luôn sẽ cảm thấy là cái quá trình mà mình sử dụng serum á thì nó hơi hơi kỳ. Có nghĩa là rất nhiều bạn sẽ nghĩ là nhất định là phải apply cái này trước sau đó mới tới cái này, tại vì kiểu gì cái này nó cũng sẽ lỏng hơn hoặc là nó sẽ boost cái này lên. Tuy nhiên á, là khi mà mình sử dụng á, thì mình có những hôm mình bôi cái này trước và có những hôm mình bôi cái này sau, thì nó không có tạo ra quá nhiều sự khác biệt, và đồng thời thì mình thích cái cảm giác khi bôi cái này sau hơn, tại vì chắc là bởi vì nó khó thấm hơn cái kia á, nên mình sẽ có thời gian để mình vỗ cho cái này nó thấm hết hơn. Với lại là đây là serum vitamin C mà khi mà các bạn bôi lên thì các bạn cần khoảng 3 đến 4 phút để nó khô thì các bạn mới nên apply cái sản phẩm tiếp theo lên. Giờ có nghĩa là buổi sáng mà nếu các bạn skin care đủ các bước như thế này, các bạn sẽ tốn tầm 30 phút thôi. Không tới là khoảng 20 thôi, nhưng mà nói chung là hoặc là 10 thôi, tuy nhiên là cũng rất là mất thời gian. Cái bước cuối cùng rồi là bước kem dưỡng. Thì cái bước kem dưỡng thì ở đây mình có tới hai loại kem dưỡng, ba loại kem dưỡng mà mình sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn. Thì cái loại đầu tiên là cái loại mình cảm thấy là đỉnh nhất, thì đây là cái kem dưỡng Brightening Refining Moist Cloud Cream của Dior Snow. Cái dòng này thì nó cùng bộ với lại là cái toner với lại là cái serum ấy, thì nó chất kem khá đặc. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem, nếu các bạn thấy không thì chất kem của nó tương đối là khá đặc và mình sẽ sử dụng luôn tại vì mình lỡ lấy nó ra rồi. Các bạn có thắc mắc là tại sao mình lại dùng tay luôn chứ không phải dùng muỗng không? Tại vì mình cảm thấy là tay mình thì ít nhất là mình biết là tay mình nó đã đụng vào đâu ấy. Còn nếu mà mình dùng muỗng hay là các thứ mà mỗi lần mà mình kiểu phải đi tìm cái muỗng rồi không không biết là mình đã rửa cái muỗng hay chưa, thì mình thấy là nó còn mất vệ sinh hơn, và thậm chí là cái muỗng mà để đó thì nó còn dễ bám bụi hơn là cái tay mình nữa. Tay mình rửa hàng ngày mà, vừa mới rửa xong là vào skin care liền khô. Đó thì cảm giác mà khi mà bôi lên mặt á, thì mặc dù chất kem nó dày vậy tuy nhiên là nó tan ra. Cái cảm giác mà khi mà mình đưa lên tay là nó bắt đầu melt ra rồi, nó tan ra rồi, và khi mà mình apply lên da thì thấm cực kỳ nhanh. Trời ơi, đó là lý do tại sao mình rất thích cái dòng Dior Snow này á. Tuy các sản phẩm của nó nhìn kết cấu này các bạn thấy không, thì đều có cảm giác là nó rất là đặc, nó đặc hơn so với những sản phẩm bình thường. Tuy nhiên là lúc mà mình đưa nó lên da thì nó tan ra và nó kiểu quyện vào da mình luôn, cực kỳ thích. Rồi hai loại kem dưỡng nữa mà mình có là một cái của Innisfree Vitagel Cream. Thì cái cream này nè, nó nói chung là nó cũng được, khá được, và nó còn là kem vitamin nữa. Đó, các bạn có thấy không?
thì chất của nó cũng đặc như vậy, tuy nhiên là nó không thấm nhanh bằng cái Dior Snow, mặc dù cái Dior Snow là thuộc dạng là gel cream, là thuộc dạng là moist cream, còn cái này nó đã ghi là dạng gel cream rồi, thì đáng lý là cái này nó thấm phải nhanh hơn đúng không? Tuy nhiên là nó thấm nhanh không bằng, và mình sử dụng nó cho dưới vùng cổ này. Và đặc biệt nữa là cái mùi của nó, vì là mùi vitamin C á, vitamin C á, nó rất là, cái mùi C này là cái mùi C kiểu nó rất là kiểu kiểu kháng sinh á, mình không thích cái mùi kem này cho lắm. Tuy nhiên là nếu các bạn thấy thì đây là một cái hũ kem cũng khá là rẻ, cái hũ kem này thì nó cũng khá là rẻ, dung tích khá là nhiều và nó còn có bổ sung thêm hàm lượng vitamin C nữa, thì sẽ thích hợp cho những cái bạn nào mà muốn á dưỡng da trắng sáng đó, thì nên tham khảo cái dòng này, tại vì nó không có làm da mình bị kích ứng hay lên mụn gì hết, và nó cũng có làm cho da mình mởn ra một chút xíu trong quá trình sử dụng nha. Còn cái này thì đỉnh cao rồi, cái này á thì mình cũng không cần phải nhắc nữa, tại vì nó trong cái dòng Dior Snow này thì nó sẽ có cái tác dụng là làm da sáng lên, làm da mởn ra rồi thấm nhanh tan hẳn vào da. Nói chung là đây là một kem mình rất là thích. Có một cái lựa chọn nữa dành cho những bạn ở vùng, những cái vùng mà quá nóng không thể sử dụng bất cứ cái dạng cream nào mà nó kiểu texture nó hơi đặc đặc được á, thì có cái này. Cái này là cái gel cái hydrating jelly của Clinique. Thì hồi xưa cái dòng này nè màu vàng thì nó rất là nổi, tuy nhiên là dòng màu vàng thì mình thấy nó quá nhiều silicone á, và lúc mà nó lên cái mặt mình á thì nó làm cho bí tắc độ chân lông rất là nhiều, mình lên mụn đầu đen kinh khủng hơn, nên nói chung là mình không có thích cái gel màu trắng, tuy không có thích cái gel màu vàng. Tuy nhiên cái dòng gel màu trắng sau này á thì nó, mình sẽ thử nó lên tay hả, trời khó bấm luôn. Ok, mình vừa mới bấm một đống ra rồi. Thì đây các bạn có thấy không, thì cái dạng gel của nó lỏng hơn, nó lỏng hơn và nó cảm giác là nó tan hơn trên da nè, nó nước nước hơn á, thì mình thấy là cái dòng này nó sẽ chứa ít silicone hơn dòng kia, và đồng thời thì nó cũng sẽ thích hợp hơn cho những cái bạn mà ở vùng nóng lắm đúng không? Mình sẽ đó, bây giờ tại vì mình test tùm lum loại kem, bây giờ phải bôi nó lên người cho đỡ phí. Bây giờ thì mình sẽ đợi tầm 3 đến 5 phút cho tất cả các đống skincare này trên mặt của mình nó set đã. Sau đó mình mới bắt đầu apply kem chống nắng. Kem chống nắng sẽ là bước cuối cùng. Rồi, cái loại kem chống nắng mà mình sẽ sử dụng trong video ngày hôm nay thì là cái này. Đây là Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk. Đây. Thì cái loại này nè, mình thấy á là ngày trước á thì rất là nhiều beauty blogger thích và dùng. Tuy nhiên trong suốt cái khoảng thời gian mà Anessa rầm rộ nhất á thì mình lại cảm giác là nó hơi có cảm giác kiểu sponsor, nó hơi kiểu tài trợ, rồi nó hơi kiểu quảng cáo á, nên mình không có thích lắm. Với lại là mình nghe nói là nó có cồn nữa nên mình lại càng không thích. Nói chung là mình đã nghĩ trên đời là chắc là mình sẽ không bao giờ sử dụng thử cái loại Anessa này đâu. Tuy nhiên là có một cái tình duyên nào đó, có một cái cơ duyên nào đó mà lúc mà mình đi mua mỹ phẩm, mình mua kem chống nắng, thì vô tình mình tới một cái cửa hàng mỹ phẩm mà nó chỉ có bán cái kem chống nắng Anessa thôi, và mình lại hết kem chống nắng rồi, mà mình phải gọi là, nói chung là lúc đó tình thế là nó khá bắt buộc đó, là mình phải mua cái loại Anessa này. Thì mình mới hỏi là cái loại nào thích hợp nhất dành cho da dầu á, thì các bạn ấy chỉ mình cái loại là skincare milk này ha. Thì mình cảm thấy là thật sự là mình đã có thành kiến rất sai với cái Anessa này luôn á, tại vì hồi xưa á mình cứ nghe người ta khen quá nhiều, mà cái gì khen quá nhiều thì mình lại bắt đầu cảm thấy hơi hơi không muốn dùng, không biết nữa, tại vì nó nhiều người dùng rồi, xong nó nhiều người khen quá thì mình lại cảm giác không tin lắm. Tuy nhiên là đây, các bạn có thể thấy cái chất của nó sữa sữa đặc đặc, và lúc mà mình cho nó chảy á, thì nó cũng rất là, cũng kiểu lỏng lỏng á, chứ không tới mức gọi là đặc quá. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu apply lên da. Thì thật sự là mình đã có cái thành kiến quá sai về cái em Anessa này. Thật sự là tại sao vậy ta, kiểu mình phải nghĩ là nếu mà nó được nhiều người yêu thích như vậy thì nó cũng phải có một cái lý do nào đấy á. Mình nói thật luôn là cái kem chống nắng Anessa này nó tốt, tốt kinh khủng. Nó vừa thấm nhanh nè, nó vừa không để lại cái vệt trắng trắng mà mình khá ghét. Bình thường ở kem chống nắng Hàn á, kem chống nắng Hàn ví dụ như hồi xưa hồi còn nhỏ thì mình còn thích mấy kiểu như là mấy cái kem chống nắng Innisfree, nó dày dày rồi xong nó
nó trắng lên đó, chứ mà sau này thì mình thích kem chống nắng kiểu nó như vậy nè, nó làm đều màu da chút xíu thôi chứ nó không có bị trắng bệ trắng héo, và nó thấm rất là nhanh luôn, mùi cũng dễ chịu, không tới mức là cồn quá, dễ tán, rất là dễ tán đều nha. Đó, mình chỉ đang nhìn vào cái gương của camera để tán thôi, mình cảm thấy nó cũng rất là đều rồi. Lúc mà các bạn bôi kem chống nắng thì các bạn nhớ bôi cái vùng 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 này này, vùng mí mắt, ngoài ra là mấy cái vùng mình hay bỏ quên là vùng cánh mũi, vùng mép, cổ luôn. Xong rồi, đây, cái kem chống nắng Anessa này, cái finish của nó rất là đẹp và rất là ráo. Trời, nó ráo mà kinh khủng. Tại sao thôi, tại sao cái hồi mà tất cả mọi người đều khen rồi điên cuồng dùng Anessa thì mình lại diss nó, và là mình lại phản, gọi là phản cảm với nó như vậy, trong khi nó rất là tốt các bạn. Trời ơi, mình quá sai rồi, nên lâu lâu mình vẫn phải chỉnh bản thân về vấn đề này, ý là lâu lâu mình vẫn có những cái nhận định mà nó kiểu tiêu cực về một thứ gì đó khi mà mình chưa thử nó. Tuy nhiên là sau lần này mình nghĩ là mình sẽ phải nghĩ lại rất nhiều vấn đề đấy. Tuy nhiên là có những thứ mà chúng ta hoàn toàn không nên thử, và chúng ta hoàn toàn nên có định kiến với nó ngay từ đầu, ví dụ như là drug hoặc là drug tem kiểu mấy cái đó thì nên có định kiến ngay từ đầu. Vui thôi, đừng vui quá ha. Không biết các bạn sao, như mấy này á, mình coi thật sự á, xong rồi đọc báo đồ, xong rồi nó kêu là bắt bắt một đống ma túy rồi thuốc lắc đồ, cái kiểu mình sợ kinh khủng. Mình kiểu mình cứ nghe tới cái cụm ma túy là mình rất là sợ luôn, tại hồi xưa hay coi mấy cái phim mà giống như phim chạy án, rồi mấy phim mà hồi xưa xưa mà người ta nói về những cái chất đó đó, ui mình sợ lắm. Rượu thì mình vẫn uống, nhưng mà nếu mà đụng đến những chất kích thích mà nó căng đét vậy thì mình lại không. Đó, mình chỉ nói xàm xàm chút xíu thôi mà trên mặt mình nó hoàn toàn ráo rồi. Wow, rất là đỉnh. À, bản mặt của mình sau khi đã bôi kem chống nắng xong, chưa make up gì hết, thì mình cảm thấy là để mà các bạn rút ngắn cái chu trình skincare của mình lại thì giữa ba loại serum mà mình dùng thì mình sẽ highly recommend nhất là cái loại serum này. Và còn ngoài ra thì các bước mình nghĩ là mình đều khá là tâm đắc nên mình sẽ không bỏ qua bước nào, chỉ là những cái bước serum mình thấy là mình sử dụng tới ba loại serum lận thì mình có thể rút ngắn lại một. Cái sản phẩm mà mình tâm đắc nhất á, thì chắc là cái mặt nạ này, tại vì từ khi mà mình sử dụng cái loại mặt nạ này mình đã thấy là cái da mình có một cuộc cách mạng rất là lớn luôn, đỉnh cao. Video của Gà ngày hôm nay đến đây kết thúc. Thì biết là trong quá trình mà Gà show những cái sản phẩm mà Gà sử dụng á, Gà không có nói rõ về thành phần, hay là nói chung là Gà không nói rõ quá về thành phần, tuy nhiên là Gà muốn là chỉ nói về cái chức năng thôi. Thì Gà cảm thấy là tại vì thành phần mà lúc nào trong một cái sản phẩm nào đó mà nhà sản xuất đưa ra thì họ cũng sẽ đưa ra những cái thành phần rất là tốt đúng không? Ví dụ như là hoa ý dĩ rồi tùm lum, thì mình thấy là mấy cái đó nhiều khi mình cũng không nhớ hết á. Tuy nhiên là mình chỉ focus vào cái chức năng mà nó làm được thôi, và mình sẽ để ý làm thế nào đó để cho chữ những cái sản phẩm mà mình sử dụng á không có những cái thành phần nó đối chọi nhau quá. Ví dụ như là AHA rồi vitamin C, thì mình thật sự rất khuyên luôn là nếu mà các bạn đã dùng AHA, BHA thì các bạn không nên dùng retinol và không nên đụng tới vitamin C, tại đó là những cái chất hóa học nó rất là mạnh thì nó sẽ bào mòn da rất là nhanh và có thể gây ra kích ứng, breakout, nói chung là khá là tệ. Tuy nhiên là thì thế này thôi. Video ngày hôm nay của mình đến đây kết thúc. Hy vọng các bạn thích video. Nếu bạn thích thì hãy like và subscribe cho First Day nha. Thì dạo này Gà bắt đầu sống một cuộc sống hơi hơi low key. Thì Gà cũng nói chung là khi mà Gà cảm thấy là có một cái gì đó hay thì Gà sẽ bắt đầu làm video và chia sẻ thôi. Chứ chỉ muốn chia sẻ những gì mà mình cảm thấy hay, chắc là như vậy. Không nói nhiều nữa. Bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.